Ngày 18 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi với chủ đề Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Ngày hội của toàn dân. Chủ trì có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình về thời gian bỏ phiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vũ cho hay, việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 23 tháng 5. Đồng thời ông cho biết trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Sáng ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ khởi tố bắt tạm giam Lê Chí Thành. Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam với Lê Chí Thành, sinh năm 1983, ngụ quận 12, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, trưa ngày 20 tháng 3, Lê Chí Thành điều khiển xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy ở xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Lực lượng đã tiến hành lập biên bản xử phạt với các lỗi như không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, không xuất trình giấy đăng ký xe, giấy chứng minh nhân dân. Quá trình làm việc, Thành dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Trong lúc cảnh sát giao thông điều động xe cẩu để cẩu xe ô tô của Lê Chí Thành ngồi trước đầu xe để cản trở. Ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin chính thức về vụ việc hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc để đua xe, gây xôn xao dư luận vào ngày 19 tháng 3 trên địa bàn. Tại buổi họp báo, đại diện phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc để đua xe do một người dân sinh sống ở gần đoạn đường dẫn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Nhóm quái xế đã chặn xe trên đường dẫn cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lần, mỗi lần đua từ 300 đến 500 mét. Trên cơ sở đó, phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra xác định sự việc có dấu hiệu tội tổ chức đua xe trái phép. Quá trình điều tra ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự tổ chức đua xe trái phép, đồng thời công an đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 18 tháng 4, vị trí tâm siêu bão này cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 400 km về phía đông. Trong công văn sáng ngày 18 tháng 4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sáng nay ngày 18 tháng 4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ký công văn số 177, gửi các tỉnh từ Quảng Ninh tới Cà Mau đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Liên quan vụ nhiều học sinh trường tiểu học số 1 Hòa Khương, Đà Nẵng bị ngộ độc khi chơi slam, hỗn hợp mềm dẻo, được tạo từ chất dính, chất tẩy rửa, nước. Ngày 17 tháng 4, nhiều phụ huynh có con bị ngộ độc cho biết, số slam này do một học sinh lớp 4-1 của trường tự pha chế theo hướng dẫn trên YouTube, sau đó bán cho các bạn trong lớp sử dụng. Theo ông H, chủ tiệm tạp hóa bán slam cho học sinh, số slam trên được vợ ông mua tại một đại lý phân phối đồ chơi ở chợ siêu thị, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông H đã mời công an, quản lý thị trường và các cơ quan chức năng đến đại lý phân phối đồ chơi, trong đó có slam, để kiểm tra. Ngoài ra, ngày 17 tháng 4, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về kết quả điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học, trung học cơ sở Bascan và trường tiểu học Isaac Newton ở quận Bắc Từ Liêm, làm nhiều học sinh phải nhập viện. Tại trường tiểu học Isaac Newton, 15 học sinh nghỉ học với lý do đau bụng, nôn và đi ngoài, nghi ngờ do ăn bánh pizza nhân xúc xích tại bữa phụ chiều ngày 15 tháng 4. Qua hồ sơ pháp lý, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất bánh ngọt Gia Bảo, đơn vị cung cấp bánh pizza cho trường tiểu học Isaac Newton,
không có phiếu kiểm nghiệm theo quy định và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong khi đó, vụ ngộ độc xảy ra tại trường tiểu học trung học cơ sở Bascan khiến 8 học sinh nhiễm khuẩn đường ruột, nghi ngờ do món cá filet basa chiên bơ tại bữa trưa ngày 15 tháng 4. Ngày 17 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy BOT Cai Lậy đã cơ bản hoàn thành, đơn vị sẽ tiến hành thu phí vào đầu tháng 5 năm 2021. Đối với phương tiện loại 1 qua trạm trên quốc lộ 1, giá vé là 15.000 đồng một lượt, trên tuyến tránh là 25.000 đồng một lượt. Công ty sẽ miễn giảm giá vé cho người dân 41 xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã xung quanh trạm. Trong đó, xe không kinh doanh sẽ được miễn 100% và xe kinh doanh sẽ được giảm 50% giá vé. Khi thu phí trở lại, sẽ thực hiện thu liên trạm và xe đi qua hai trạm chỉ trả tiền vé cho một trạm. Trạm nào hoàn vốn xong sẽ dỡ bỏ trạm đó. Ngày 18 tháng 4, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Công an tỉnh Quảng Trị, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Phát, sinh năm 1972, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 9kg ma túy đá và 2kg ma túy dạng ketamin và 18 viên ma túy tổng hợp hiệu WI. Được biết, Vũ Văn Phát là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 giờ địa phương, được coi là cột mốc quan trọng trên con đường phát triển kinh tế xã hội của quốc gia vùng Caribbean này. Ba chủ đề chính của Đại hội 8 Đảng Cộng sản Cuba gồm đánh giá lại kết quả kinh tế xã hội đạt được kể từ Đại hội lần thứ 7 năm 2016, cập nhật các chủ trương, đường lối của kế hoạch phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đề ra, thảo luận về công tác quần chúng, tư tưởng và chính sách cán bộ của Đảng. Đại hội 8 lần này sẽ là thời điểm Đảng Cộng sản Cuba xác định tốc độ, trình tự và cường độ của những bước chuyển đổi sắp tới để giải được bài toán then chốt nhất là nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa trong nước. Câu trả lời có thể sẽ phần nào được thể hiện trong những văn kiện được công bố sau đại hội, nhất là các văn kiện cập nhật chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dự kiến 274 chủ trương, đường lối được Đại hội 7 thông qua sẽ được Đại hội 8 giảm xuống còn khoảng 200.